Hello, chào mọi người. Kỹ sư hẻm đang có mặt tại tiệm rửa xe kỹ sư hẻm ở bên Lê Đức Thọ. Nhưng mà review thì lại review một con xe độ ở bên tiệm của mình ở bên quận 5. Thì lý do là vì sao? Vì khách của mình thì gần ở khu bên đây nên mình quyết định là đem xe hôm nay rửa rồi sẵn review bên đây luôn. Ở bên đây thì nó rộng rãi hơn. Thì cái chiếc xe Winner V1 này thì đã được độ rất là nhiều đồ, nhưng mà không phải từ kỹ sư hẻm, nó chỉ có một cái khúc phía đằng trước này thôi mới là của sư hẻm. Rồi, thì hôm bữa là sau cái video clip mà độ chiếc xe quay mà lên phục upside down thì bạn này đã PM mình và cũng muốn lên cái bộ này cho con Winner V1 này. Thì dĩ nhiên không có chuyện gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều thôi, mà có tiền nhiều thì bảo đảm là ok. Thì bạn nó cũng đã lên full bộ phuộc upside down kèm chẳng ba. Thì dĩ nhiên cái bộ phuộc đó thì nó thiết kế cái cốt chẳng ba dành cho Exciter, nên mình khi mình dèm gắn cho Winner thì nhất định là phải tiện xe lại nguyên một cái cây cốt chẳng ba cho Winner và sau đó bắt lại. Ngoài ra có một cái sự thay đổi, đó chính là cái phần chân phuộc đây. Thì bình thường chân phuộc zin theo cái mẫu màu vàng này á, thì nó là màu bạc, nhưng mà chủ xe thì muốn nó là cái bản theo giống như bản màu đen limited, nên đã quyết định là mình xử lý là mình sẽ sơn đen hết toàn bộ cái phần chân phuộc này đó, vẫn chừa lại những cái nấm chỉnh màu vàng, nấm màu đen, bình dầu vàng và phuộc. Rồi bắt đầu thì qua đó đến phần heo. Thì trước đó thì xe đã đang đi là sử dụng là con heo mà 50 rồi, và đi với lại đĩa CBR NR mà đĩa size 265-270. Nhưng mà để mà gắn qua cái bộ phuộc này á, thì vì phuộc này là phuộc dành cho Exciter, hai cái phần khoảng cách của chẳng ba nó bị túm lại. Thì khi mà túm lại như vậy á, thì nó sẽ bị dễ bị cạ con heo, cạ con heo vô mâm. Nhưng mà chủ xe đã quyết định là dám chịu luôn, thì nên đã sẽ xử lý là phần con heo phải dạt đi bớt phía đằng sau khoảng 2 ly mấy. Thì nói chung là cái khoảng 2 ly mấy dạt cái mặt sau của phía con heo là vẫn ok, vẫn không ảnh hưởng gì tới hiệu năng của con heo. Và sau đó là phải lên cái size đĩa. Thì khi mà lên đĩa này là đĩa 295 thì nó sẽ đỡ hơn, tại vì càng về ra ngoài này thì cái năng mâm nó càng nhỏ lại, nên nó sẽ đỡ cạ nhiều hơn và phải xử lý cả trên mâm nữa. Rồi thì cái đĩa này là mình cho khách mượn thôi, tại vì cái này là đĩa cũ, đĩa của nó gốc là của mấy con NR, xài đĩa 295mm. Thì tại vì thời gian gần Tết nên không thể nào mà xử lý những cái vụ như là thay đĩa mới mà làm lại CNC lồng đĩa, thì nên mình sẽ xử lý là mình sẽ sử dụng luôn cái đĩa này cho khách mượn tạm, để trong cái thời gian tới khi mà khách xử lý đĩa khác, lên đĩa khác, thì mình chỉ việc plug and play nó lại thôi, còn lại những cái thứ khác mình không cần phải chỉnh sửa nữa. Đó là cái phần đó. Rồi thì khi mà mình đã chạy test xe thì mình thấy rất là ok, hoàn hảo. Đây là dè của Exciter 150 nha. Đó, cái dè 150 mình không quyết định mình vuốt nhẹ một cái. Bình thường nó dài xéo xuống đây nè, nó che mất một nửa cái bình dầu, nhưng mà nó quyết định là mình cắt nhẹ lại cho nó đẹp. Đó, và bắt cái dè vô luôn. Thì vì là cái dè của 150 mình sơn lại. Đó, vô rất là ok, không vấn đề gì cả. Đấy. Rồi, hơi bị tuyệt vời. Để mình sẽ xoay cho mấy bạn xem một tí xíu ha. Đó. À, hay chưa? Đó, dàn chân thắng hơi bị chất. Và nói chung là con xe này mình sẽ quay thêm cho các bạn xem, là chủ xe là, xe này là cũng đã rất là thích về thắng. Wow, mình chạy mà mình cũng lâu lâu mình cũng hố, mình là dân biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng mà lâu lâu mà lên quên mất là con xe này đang gắn thắng đằng sau, thắng tới 4 bit thì lâu lâu đạp cái là hơi bị cắm đầu á. Đó. Đấy, mà đây là một con heo R6 4 bit mà chủ xe đã gắn trước đó. Để bắt vào sao, đằng sau đã lên đĩa lớn, xe lớn của SH rồi nè. Xe này thì nội công là zin hết, 100% là máy zin, toàn bộ zin hết, nó không có vô cái gì cả. Chỉ thêm vô cái phụ ô lên phía đằng sau. Rồi, bộ nhông xin đĩa bình thường vậy thôi. Nói chung là với xe này thì cái phần mà mình xử lý đó chính là cái phần phía bên trước. Xe này hình như đã từng có lên báo hai bánh hay gì đó. Chính vậy, cùm thì vẫn là đang xài cùm 15 Kosakota. Rồi, xài cùm 15 Kosakota. Rồi mình giấu dùm cái bình dầu vào bên trong luôn, cho nó gọn. Bên đây thì xài cùm côn của TWM. Rồi chỉ vậy, thêm cái đồng hồ. Đồng hồ thì trên đây là xài đồng hồ của Kawasaki, mà Kawasaki ít mà kiểu dòng đồ chơi á. Đó. Rồi. Đấy, chỉ vậy thôi. Rồi, nói chung là bộ phuộc này theo mình đánh giá là đáng tiền bát gạo, mình có thể chỉnh được nặng, nhẹ, cứng, mềm tùy thích.
để mà có thể là vừa sử dụng cho cả đua xe cũng được, mà sử dụng trong việc sử dụng chạy xe thông thường cũng được, không vấn đề gì cả. Chỉ muốn chỉnh nặng nhẹ, chúng ta có thể chỉnh ở ngay những cái nút trên chân phụ như thế này đó, và phía bên đây là hai cái chân trên đây, chỉnh là tăng được hết á. Ok, chào mọi người, hẹn gặp lại ở phần sau.